Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình giải phóng mặt bằng dẫn tới dự án đường Tránh Đông, thành phố Buôn Ma Thuột bị đội vốn 332 tỷ đồng tại Đắk Lắk. Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 1.509 tỷ đồng, trong đó 100% vốn ngân sách trung ương, thời gian thực hiện từ 2020 đến 2023. Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 39 km, đi qua 4 địa phương, trong đó tại huyện Cư Mờ Ga có tổng số diện tích thu hồi là 15,2 ha với 180 hộ dân thuộc diện thu hồi giải tỏa. Đến nay, địa phương này đã có phương án phê duyệt 140 hộ và nhận tiền đền bù với kinh phí là 89 tỷ đồng. Hiện tại còn 40 hộ với diện tích chưa thu hồi là 1 ha với số tiền gần 50 tỷ đồng. Đất đai bồi thường thế nào? Chưa có một phương án cụ thể để đền bù cho họ. Do đó là cái điều kiện họ rất là phân vân, làm không được, ở không được mà đi không xong. 5 km là đi qua cái đất nông nghiệp á, thì chúng tôi đã thực hiện xong và bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện cái dự án. Riêng cái 800 mét còn lại này là đi vào cái khu dân cư đông đúc và thực hiện cái việc mà kê khai kiểm đếm đánh giá tài sản xác định nguồn gốc đất. Nhiều thứ ở trong cái việc này là làm rất là phức tạp và lâu. Đặc biệt ở khu vực này cái đơn giá bồi thường về đất ở là nó tương đối cao. Cho nên chúng tôi phải thực hiện cái phương án này là tương đối là phức tạp. Hiện tại các nhà thầu thi công tuyến đường Tránh Đông, thành phố Buôn Ma Thuột đang thực hiện hình thức cuốn chiếu, bàn giao mặt bằng đến đâu thì tiến hành thi công gấp rút đoạn đường đó. Cái vấn đề giải phóng mặt bằng là phía nhà thầu rất là quan tâm và cũng luôn theo sát chủ đầu tư. Lúc nào chủ đầu tư cần như thế nào là lúc nào nhà thầu cũng bố trí máy móc thiết bị đầy đủ. Cần giải phóng chỗ nào như thế nào, chỉ cần dân mà đồng ý là nhà thầu đem máy móc thiết bị ra cả đêm cả ngày làm, khi nào hoàn thành hết cái mặt bằng dân giao thì thôi. Đó, lúc nào cũng quan tâm đến mặt bằng vì vấn đề mặt bằng là cái mốc để mình hoàn thành tiến độ. Quá trình triển khai dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột đã gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc lồng ghép nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Trong công văn đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình giải phóng mặt bằng dẫn tới dự án đường tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột bị đội vốn 332 tỷ đồng.